Sáng 18 tháng 12, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS thông báo tên lửa nói trên được bắn vào lúc 8 giờ 24 phút theo giờ địa phương, tức 6 giờ 24 phút theo giờ Việt Nam. Địa điểm phóng là tại Bình Nhưỡng hoặc một khu vực lân cận. GCS cho biết quân đội sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng phản ứng và liên hệ chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ 5 của Triều Tiên trong năm 2023, con số cao nhất trong một năm. Vụ phóng nói trên diễn ra nhiều giờ sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa khác cũng ra vùng biển phía đông tối 17 tháng 12. Các vụ phóng diễn ra vài ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc họp thứ hai của nhóm tư vấn hạt nhân NCG và nhất trí hoàn tất việc thiết lập các hướng dẫn về lập kế hoạch và thực hiện chiến lược hạt nhân chung chậm nhất là giữa năm tới. Ngay sau vụ phóng tối qua, Triều Tiên cũng đã chỉ trích cuộc họp của NCG là một tuyên bố công khai về đối đầu hạt nhân. Bình Nhưỡng cũng chỉ trích Mỹ đã triển khai nhiều khí tài quân sự lớn đến bán đảo Triều Tiên trong năm nay.